lại với kênh của mình là Thắm Trần. Chúc các bạn một buổi tối thật là nhiều niềm vui và sức khỏe. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn một bài biên đạo mới, đấy là bài Chiếc Khăn Phiêu. Các bạn yêu thích những điệu nhảy của mình, đừng quên like, đăng ký và nhấn chuông để kết nối với những bài tập mới nhất vào của kênh cho mình nhé. Và bây giờ mời các bạn chú ý cùng mình vào bài tập. Bài này sẽ được đi theo 4 hướng và theo chiều kim đồng hồ các bạn nhé. Và bây giờ chúng mình sẽ tập vào hướng thứ nhất. Hai tay các bạn để như thế này, các bạn bước chân phải lên, 1, bước chân trái sang trái, 2, bước chân trái lên, 3, bước chân phải sang phải, 4, và tiếp tục nào, 5, 6, 7, 8, và bây giờ các bạn sẽ lùi về nhé, các bạn sẽ lùi chân phải, và đẩy tay trái ra trước, tay phải các bạn đưa về hông, 9, 10, 11, 12, bây giờ các bạn sẽ bước chân phải kéo lên trước chân trái, 13, 14, 15, 16 đưa về và các bạn đổi bên, bước chân trái kéo lên trước chân phải, 17, 18, 19, 20 đưa về và bây giờ chúng mình sẽ có 4 nhịp bước chân quả đám để đổi hướng nhé, 21 chân phải, 22 chân trái, 23 chân phải và 24 chân trái đổi hướng. Bây giờ chúng mình sẽ tập ở hướng này các bạn nhé. Và bây giờ chúng mình sẽ tập ở hướng này các bạn nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Các bạn lùi đằng lùi chân phải. 9, 10, 11, 12. Bước chân phải chéo lên trước chân trái. 13, 14, 15, 16 đổi bên. Bước chân trái chéo lên trước chân phải. 17, 18, 19, 20. Bây giờ sẽ là 4 nhịp đổi hướng. Chân phải trước, 21 chân phải, 22 chân trái, 23 chân phải, 24 chân trái. Và bây giờ mình sẽ lại bắt đầu từ hướng này nhé. 1 chân phải, 2 chân trái, 3 chân phải, 4 chân trái, 5 chân phải, 6 chân trái, 7 chân phải, 8 chân trái. Và các bạn lùi về 4 nhịp lùi chân phải. 9, 10, 11, 12. Các bạn bước chân phải kéo lên trước chân trái nhé. 13, 14, 15, 16 về và đổi bên. 17, 18, 19, 20 về và 4 nhịp đổi hướng. Chân phải trước, 21, 22, 23, 24. Và mình sẽ lại bắt đầu từ hướng này các bạn nhé. 1 chân phải, 2 chân trái, 3 chân phải, 4 chân trái, 5 chân phải, 6 chân trái, 7 chân phải và 8 chân trái. Các bạn lùi về nào, lùi chân phải. 9, 10, 11, 12. Bây giờ bước chân phải chéo lên trước chân trái. 13, 14, 15, 16. Đổi bên nào, bước chân trái chéo lên trước chân phải. 17, 18, 19, 20. Và 4 nhịp đổi hướng, đi chân phải trước. 21, 22, 23, 24. Bài tập của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.